vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả. Lời đầu tiên, thay mặt các diễn viên của đội văn nghệ xã An Nghĩa, Ngọc Hoa xin được gửi lời tới chúc sức khỏe tới và trân trọng lời chào trân trọng nhất chúc hội diễn nghệ thuật quần chúng công long binh kịch sân khấu Hồng Truyền huyện Lạng Sơn năm 2019 thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị, mừng khói hai tiếng chiến khu giang xanh châu sử vàng son quê nhà, kế thừa và phát huy truyền thống của quê hương chiến khu là anh hùng, đảng bộ và nhân dân xã An Nghĩa đã ra sức thi đua thành lập thành tích xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp văn minh, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tiếp tục đời đời này. Từ đó nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết đảng với chính quyền, mặt trận với nhân dân, diện mạo của quê hương chiến khu ngày càng khởi sắc. Về với hội diễn nghệ thuật quần chúng công long binh kịch sân khấu Hồng Truyền huyện Lạng Sơn ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với các tiết mục tham dự hội diễn nghệ thuật quần chúng công long binh kịch sân khấu Hồng Truyền của đơn vị xã An Nghĩa, cùng thêm một lần nữa hiểu hơn, yêu hơn mảnh đất làng nghĩa ân tình. Mở đầu là bài múa vui hội bản đường dàn dựng múa tu huyền thanh luận do tốc múa thể hiện. Hai, điệu ví dặm là em sáng tác Quốc Nam đơn ca nữ Minh Phượng thể hiện. Ba, tuổi sáo lời ca dân bác sáng tác Trọng Loan do Trung Kiên thể hiện. Bốn, kịch chuyện sắp nhập đơn vị hành chính biên kịch và dàn dựng Ngọc Hoa thanh luận. Sau đây chương trình tham gia nghệ thuật quần chúng của đất địa xã An Nghĩa